Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Liên quan đến vụ tài xế taxi bị hành hung tử vong ở Hồ Tây, mới đây cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội cho biết đã bắt giữ hai nghi phạm liên quan vụ tài xế taxi bị đánh chấn thương sò não tử vong. Hai nghi phạm được xác định là Trần Duy Quang sinh năm 2003, trú tại tỉnh Thanh Hóa và bạn gái của anh này là PIC cùng quê Thanh Hóa. Hai nghi phạm bị bắt khi đang lẫn trốn tại Thanh Hóa và di lý về công an quận Tây Hồ. Trước đó khoảng 16 đến 17 giờ ngày 4 tháng 3 trên tuyến đường ven hồ đoạn cuối phố Tôn Ngọc Vân, phường Quảng An, quận Tây Hồ do xảy ra mâu thuẫn, anh Lưu Xuân Trường sinh năm 1980 quê ở tỉnh Thái Nguyên điều khiển ô tô biển kiểm soát 30E 62539 đã bị hai người đi trên xe máy biển kiểm soát tỉnh Thanh Hóa chặn đầu xe. Khi anh Trường xuống xe thì bị đối tượng hành hung, sau đó nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện và chẩn đoán chấn thương sọ não. Đến 15 giờ ngày 5 tháng 3, anh Trường đã qua đời. Ngay khi nhận được tin báo, đội cảnh sát hình sự công an quận Tây Hồ phối hợp với các đơn vị chức năng lấy lời khai nhân chứng, ra sát hệ thống camera an ninh truy tìm đối tượng. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ. Sáng 6 tháng 3, theo thông tin từ Cơ quan Chức năng Công an tỉnh Lai Châu, các đơn vị chức năng đang khẩn trương truy bắt nghi phạm sát hại cô gái 21 tuổi xảy ra trên địa bàn Bản Phiên Áng, xã Nậm Cần, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu. Theo nội dung vụ việc, khoảng 19h15 ngày 5 tháng 3, tại Bản Phiên Áng, xã Nậm Cần, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu, xảy ra một vụ án giết người, nạn nhân là một cô gái 21 tuổi. Theo đó, nạn nhân được xác định là chị Lò Thị L, sinh năm 2003, trú tại bản Phiêng Áng. Đối tượng gây án được cơ quan công an xác định là Lò Văn Sươm, sinh năm 2001, trú tại bản Nậm Há, xã Nong Hẻo, huyện Sinh Hồ. Trước khi gây án, đối tượng mặc áo kẻ màu đen, quần bò màu đen, đi dép màu đen. Sau khi gây án, đối tượng này đã cầm theo dao bỏ chạy theo hướng xã Nậm Sỏ, nghi chạy sang huyện Sinh Hồ. Hiện lực lượng công an huyện Tân Uyên đang tập trung truy bắt đối tượng gây án. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu kêu gọi đối tượng gây án sớm ra đầu thú và đề nghị người dân cung cấp thông tin về đối tượng có đặc điểm nhận dạng như ảnh để phục vụ tiến trình điều tra sớm bắt giữ đối tượng gây án. Đầu mối tiếp nhận thông tin như sau, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lai Châu, Thượng tá Vũ Tiến Văn, số điện thoại 0915 484838, Công an huyện Tân Uyên, Thượng tá Nguyễn Mạnh Tân, số điện thoại 0977 866 999, người dân có thể nhắn tin trên fanpage Công an tỉnh Lai Châu hoặc báo cho cơ quan công an nơi gần nhất. Liên quan đến một vụ án mạng khác xảy ra tại Quảng Ninh, mới đây thông tin từ Cơ quan Chức năng thành phố Uông Bí, Quảng Ninh, cho biết các đơn vị nghiệp vụ đang tích cực vào cuộc điều tra nguyên nhân vụ án mạng xảy ra tại phường Bắc Sơn. Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ 12 phút ngày 5 tháng 3, quần chúng nhân dân đã báo cáo cơ quan chức năng Việc phát hiện một nạn nhân nữ đã tử vong tại nhà đối tượng Đồng Xuân Điệp, sinh năm 1974, trú tại tổ 11A, khu 9, phường Bắc Sơn, thành phố Uông Bí. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng thành phố Uông Bí đã khẩn trương vào cuộc, bảo vệ hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc. Thông tin xác minh ban đầu, nạn nhân là chị Bùi Thị Dê, sinh năm 1979, trú tại phường Yên Thanh, thành phố Uông Bí, chỗ ở hiện nay là phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh nạn nhân có quan hệ tình cảm với Đồng Xuân Điệp. Ngay sau đó, Công an phường Bắc Sơn và lực lượng chức năng đã truy bắt được Điệp khi đối tượng này đang lẩn trốn trong bụi cây tại tổ 16 khu 7 phường Bắc Sơn. Theo lời khai ban đầu của Điệp, thì đối tượng có quan hệ tình cảm và sinh sống với nạn nhân như vợ chồng. Khoảng 2 giờ ngày 5 tháng 3, tại nhà của Điệp, do mâu thuẫn trong sinh hoạt, đối tượng đã dùng thanh sắt đánh nhiều nhát vào đầu chị Dê. Khi thấy nạn nhân chảy nhiều máu, Điệp đã dùng xe máy bỏ trốn khỏi nhà, nhưng đến đoạn đường thuộc tổ 16, khu 7, phường Bắc Sơn, đối tượng bị ngã xe máy nên đã lẩn trốn vào bụi cây. Hiện lực lượng chức năng thành phố Uông Bí đang vào cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật. Công an thành phố Buôn Ma Thuột tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa bắt giữ Lê Quốc Tuấn, 40 tuổi, trú tại xã Nam Phúc Thăng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, là đối tượng dùng dao khống chế người phụ nữ hiếp dâm, cướp tài sản. Thông tin ban đầu cho biết tháng 12 năm 2023. Sau khi chấp hành xong án phạt tù về tội trộm cắp tài sản, Tuấn Khai bị nhiễm bệnh HIV, nghiện ma túy, không có chỗ ở, nên từ Hà Tĩnh vào Đắk Lắk xin ở nhờ nhà chị ruột tại xã Ea Cao, thành phố Buôn Ma Thuột. Khoảng 10 giờ 30 phút ngày 29 tháng 2, sau khi sử dụng ma túy đá, Tuấn nảy sinh ý định hiếp dâm, chiếm đoạt tài sản của một người phụ nữ ở trên địa bàn xã Ea Cao. Trưa cùng ngày, đối tượng Tuấn đội mũ lưỡi chai, đeo khẩu trang và mang theo hai sợi dây dù, một con dao dài 40cm đi bộ ra nhà người phụ nữ đã nhắm từ trước. Tại đây, thấy người phụ nữ ở một mình trong phòng khách, Tuấn liền đi đến kề dao vào cổ khống chế nạn nhân để thực hiện hành vi hiếp dâm. Chưa dừng lại, Tuấn còn trói tay, chân và dùng băng keo dán bịt miệng để nạn nhân không la hét được. Khi thấy trên cổ nạn nhân có đeo một sợi dây chuyền vàng, Tuấn liền dùng tay giật đứt sợi dây chuyền trong lúc bị đối tượng khống chế để thực hiện hành vi thú tính nạn nhân tìm cách chống cự quyết liệt trong lúc răng co nạn nhân bị lưỡi dao cứa vào ngón tay cái gây thương tích chảy máu khi đối tượng chưa thực hiện được hành vi đồi bại nạn nhân đã kịp thời cởi được băng keo và khóc la hét lớn lo sợ bị phát hiện tuấn mặc lại quần áo rồi cầm sợi dây chuyền vàng cùng hung khí bỏ chạy thoát thân trên đường bỏ trốn tuấn còn đột nhập nhà trọ của sinh viên ở phường ea tam thành phố buôn ma thuột trộm cắp một chiếc laptop Gây án xong, Tuấn mang sợi dây chuyền đến một tiệm vàng ở phường Thống Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột, bán được 11 triệu đồng. Khoảng 19 giờ cùng ngày, Tuấn mang theo chiếc laptop đón xe khách bỏ trốn đến tỉnh Trà Vinh và tiếp tục trốn đến tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, lãnh đạo công an thành phố Buôn Ma Thuột đã chỉ đạo đội cảnh sát hình sự cử một tổ công tác đến tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Đến 23 giờ ngày 3 tháng 3, sau 3 ngày đối tượng bỏ trốn, một tổ công tác của đội cảnh sát hình sự công an thành phố Buôn Ma Thuột đã bắt giữ Tuấn khi đang đến thuê nhà nghỉ ở xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Được biết, đối tượng Tuấn từng có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản và nghiện ma túy từ nhiều năm nay. Ngày 6 tháng 3, Công an thành phố chính thức có thông tin về vụ việc nữ tài xế vi phạm nồng độ cồn vượt mức kịch khung, nói mình là cháu gái Bộ trưởng Bộ Công an, Cụ thể, vào khoảng 23 giờ ngày 5 tháng 3, trên phố Trần Cung, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội, một nữ tài điều khiển xe Kia Sentos biển kiểm soát 30H119XX được cho là đã không cẩn thận và va chạm với nam thanh niên chạy xe máy Dream biển kiểm soát 30Z568XX. Khi nam thanh niên gõ cửa xe hỏi chị đi kiểu gì thế, bất ngờ nữ tài xế đã lớn tiếng mắng chửi và có ý định tấn công nam thanh niên. Khi được can ngăn, nữ tài xế còn lớn tiếng nói là cháu gái của một bộ trưởng nhận được tin báo, đội cảnh sát giao thông số 6, phòng cảnh sát giao thông đã có mặt giải quyết và khuyên ngăn hai bên tuân thủ pháp luật và ứng xử có văn hóa. Đáng nói, khi được can ngăn, nữ tài xế còn lớn tiếng nói là cháu của bộ trưởng Bộ Công an và gọi công an là thằng. Hành động này đã gây khó chịu cho tất cả mọi người chứng kiến nên người dân đồng loạt chặn đầu xe yêu cầu lực lượng chức năng test nồng độ cồn đối với nữ tài xế tại nơi xảy ra sự việc. Ban đầu xác định, người điều khiển ô tô là chị LHT ở quận Tây Hồ, Hà Nội và người điều khiển xe máy là anh NVA ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Kiểm tra nồng độ cồn với chị LHT cho kết quả 0,573mg trên lít khí thở. Anh NVA không có nồng độ cồn. Tiếp đó, cảnh sát giao thông đã đưa hai lái xe vào bệnh viện để xét nghiệm máu, kiểm tra chất kích thích và tạm giữ hai phương tiện nói trên. Cùng với đó, chúng tôi cho test cả ma túy, nhưng người này âm tính với ma túy, Vị chỉ huy đội cảnh sát giao thông đường bộ số 6 cho hay, về thông tin, người phụ nữ vi phạm nồng độ cồn này được cảnh sát giao thông đưa lên xe ô tô ngồi, chỉ huy đội cảnh sát giao thông đường bộ số 6 cho biết, trong lúc tranh cãi với nam thanh niên đi xe máy, người nhà của nam thanh niên này có mặt tại hiện trường rất đông. Để tránh tình trạng quá khích dẫn đến hậu quả đáng tiếc, nên tổ công tác đã đưa người phụ nữ này lên xe ô tô Thông tin lái xe này là người nhà của ai đó nên chúng tôi bảo vệ là không chính xác. Lúc này người nhà của nam tài xế đi xe máy ra hiện trường rất đông để tránh tình trạng xô sát không đáng có. Chúng tôi đã đưa người phụ nữ này lên xe. Sau khi xảy ra vụ việc, một số trang mạng xã hội đưa tin chị LHT tự xưng là cháu của Bộ trưởng Bộ Công an. Lực lượng chức năng đã xác định chị LHT không có bất kỳ quan hệ gì với Bộ trưởng Bộ Công an hiện phòng cảnh sát giao thông đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc và xử lý theo quy định pháp luật